Người này có ghê không? Đây là quay cảnh tự sát. Chẳng hiểu sao tai đẹp như thế mà tự nhiên chết làm gì không biết. Ngọc Ánh có đó bụng như Ngọc Ánh. Mà chị nhìn vào ánh mắt của anh ấy thì chị đã sự chú ý của ta lỡ bao vòng vào ánh mắt của chàng, rồi bùng lên trong tim ta như một đốm lửa vàng. Anh khu đứng hình 30 giây ý, thật sự luôn. Nói chung là rất là xuyến sao. Không phải 30 giây đâu mà cả ngày hôm nay dưới chị ạ. Cười mà đến lúc mà thành lớp 5 mọi người ạ. Em giảm đẹp dài quá à. Giảm nào bây giờ? Giảm là giảm. Ước gì ngày hôm nay không mãi không bao sao. Muốn lầm chụp cái hôn. Đâu không? Đâu dím nói cắt. Làm nên tụt hết cả mũ luôn. Thật sự không để được kíp vát nhờ.
giờ đây đốt cháy như cho tàn. Tất cả em không màng, quên anh chẳng hề đắn đo. Dẫu có những ký ức dù thật đẹp, em sẽ quên như chưa hề bắt đầu. Đợi con tim em bao lần lạc nhịp nhiều lần, mở cửa đón anh vào phá tan. Vì chỉ ban xin em dùng nghìn lần, khi con tim em mãi mong ngóng anh ân hận. Vì làm tổn thương em nhiều thế, hy vọng giữ lấy những chiếc sao trên trời, lỡ dành thắp sáng lúc bên đâu ngày mưa. Anh chẳng thể lối về, dẫu cho nơi Yeah.